Xin chào mọi người và cùng với bà con. Thì hôm nay thì tôi cũng muốn theo những cái kinh nghiệm mà từ anh Tân chia sẻ, thì hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ lại cái cách mà chúng ta sang tôm trong mùa lạnh, sang thưa ra từ cái ao mà đang nuôi để qua một cái ao mới. Thì ở đây thì vào mùa lạnh thì theo chia sẻ của anh Tân thì chúng ta có cái cách sang nó cũng tương đối là đơn giản. Bên tay phải ở đây thì đang là cái ao tôm có cái size tôm là khoảng 70 con một ký, và bên tay trái tôi đây là một cái ao đang chuẩn bị. Thì đối với ao này thì đã thu hoạch xong rồi, và khi chúng ta chà rửa sạch sẽ các cái bạc của mình và nước ở đây thì chúng ta sẽ lấy là khoảng một mét nước trong. Và đối với khi mà lấy 1 mét nước đó mà khi chúng ta sang qua đây thì chúng ta sẽ sử dụng 10% nước của cái ao gốc đưa qua đây để cho nhanh lên các cái tảo, nhanh lên tảo và giữ ổn định cái môi trường. Và mùa này thì chúng ta cũng không cần phải lưu ý quá nhiều về các cái vấn đề mà hệ vi sinh cũng như là tảo nó phát triển quá mạnh ở trong ao, vì là mùa lạnh mùa đông thì cái quang hợp giữa ánh sáng mặt trời cũng như là tảo nó quang hợp vào cái nhiệt độ thấp thì nó cũng sẽ rất là ít. Chính vì vậy là khi sang qua được cái ao mới này thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều tới các cái vấn đề về môi trường mà ảnh hưởng lên tôm, mà tôm sẽ nhanh chóng ăn rất là tốt ngay. Nước ở cái ao mới thì nó khoảng là 1 mét mốt, và khi đưa qua đây thì hầu như các cái chỉ tiêu về các cái yếu tố môi trường trong mùa này thì nó cũng không có dao động quá nhiều, mà ngoại trừ về cái việc ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ, ảnh hưởng bởi nhiệt độ mà thôi, nên chúng ta chỉ cần lưu tâm về các vấn đề đó. Và khi sang qua đây thì lập tức là khi vừa sang qua thì lập tức là chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm về Vibrio Clear để chúng ta diệt khuẩn nhẹ một cái, và sau đó là chúng ta sẽ cái vi sinh. Và mùa này thì một chia sẻ từ anh Tân thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta có thể phải dự đoán được các cái chu kỳ của thời tiết để chúng ta canh cái mức độ cái thời gian mà cái thay đổi của thời tiết để chúng ta diệt khuẩn ở trong ao. Có nghĩa rằng là nếu mà khi cái trời bắt đầu khi qua một cái chu kỳ lạnh, tôi ví dụ như qua một cái chu kỳ lạnh khoảng 2 đến 3 ngày như vậy, thì đến khi mà trời bắt đầu có cái nhiệt độ bắt đầu nó ấm dần lên thì lúc đó là bắt đầu là chúng ta sẽ diệt khuẩn, bắt đầu chúng ta sẽ diệt khuẩn. Và khi diệt khuẩn như vậy thì khoảng chừng 1 đến 2 ngày sau cũng được, chúng ta sẽ cấy lại cái vi sinh. Nhưng đến khi mà thời tiết nó lại trở về lạnh thì chúng ta lại qua hết cái đợt lạnh đó, khi trở lại về ấm lại thì chúng ta bắt buộc phải cứ diệt khuẩn như vậy. Thì đó là cái cách làm mà hiện nay ở khu vực nuôi tại đây thì đang rất là thành công, và không có ảnh hưởng nhiều đến cái tôm, và khi tôm qua một cái môi trường mới thì nó vẫn phát triển được rất là tốt. Thì đó là những cái chia sẻ của chúng tôi về cái cách mà chúng ta sang ao để có được cái mức độ là tốt nhất cho sức khỏe tôm để chúng ta nuôi tiếp tục, và chúng ta có được cái size tôm nó lớn hơn. Xin cảm ơn mọi người.